nương thông tin trên nhau đi một hàng. Người đàn bà hờ hàng xong lên chuyện người thì nở nàng, xong lên chuyện mặt hàng thời trang lôi cuốn người người đọc vào bàn sang. Cô ấy mới hôm qua không ai nhớ khuôn mặt, chỉ một xì căn đan khóc lóc về chuyện tình dở dàng. Hơi lên thình thì đầy một trang, ôi dễ dàng để đời ta tươi sáng. Thế nên bây giờ điều quan tâm nhất là anh kia gặp với chị này, anh kia lừa dối chị này, anh kia đập đánh chị này và chị ngã xuống đây. Cư dân cùng với đồng bào thông tin miệng nói cồn cao, ba hoa lời ra lời vào một ngày mới. Từng ngày vội vội vàng.